Ngày 9 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội, do ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, và ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội làm phó đoàn, đã có buổi kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường mầm non Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Qua kiểm tra, trường mầm non Phương Tú đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, người tham gia chế biến tại bếp ăn bán trú, phù hợp các quy định về an toàn thực phẩm, có cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Hàng năm, nhà trường có tổ chức tập huấn cho giáo viên, nhân viên các kiến thức về an toàn thực phẩm, có kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn về nguồn gốc thực phẩm. Trường học đã ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh thực phẩm để cung cấp các nguyên liệu thực phẩm. Tuy nhiên, do điều kiện hệ thống nước sạch của huyện Ứng Hòa còn nhiều hạn chế, nên nguồn nước sạch của nhà trường bị phụ thuộc vào nước đóng chai và hệ thống lọc. Thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học, cơ sở giáo dục có phục vụ bữa ăn bán trú, đặc biệt là lứa tuổi mầm non đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nhằm đảm bảo an toàn từng bữa ăn của các cháu. Ngay sau buổi kiểm tra tại trường, Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 1 về công tác an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức. Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Long, Phó trưởng phòng Y tế huyện Ứng Hòa, đã báo cáo nhanh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. 61 cơ sở đã kiểm tra đạt chiếm 93,44%, 46 cơ sở kiểm tra chưa đạt chiếm 6,56%, số cơ sở bị xử lý vi phạm là 4, số cơ sở tổng số tiền là 9.500.000 đồng. Xử lý tiêu hủy tại chỗ và làm hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc đảm bảo thực phẩm của các cơ sở. Các vi phạm chủ yếu là khám sức khỏe chưa khám sức khỏe định kỳ, điều kiện vệ sinh cơ sở và điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Tại kiểm tra liên ngành vệ sinh an thực phẩm các xã thị trấn đã tiến hành kiểm tra được 252 cơ sở, trong đó có 239 cơ sở đạt chiếm tỷ lệ 94,8%, 3 cơ sở không đạt chiếm tỷ lệ 52%, có 1 cơ sở xử phạt chính tổng số tiền là 14.500.000 đồng. Tại đây, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm, đề nghị Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm huyện Ứng Hòa cần sát sao hơn nữa công tác thanh kiểm tra cơ sở, không được lơ là, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Có coi như công tác an toàn thực phẩm là công tác thường xuyên liên tục, nó cũng như phòng chống dịch, đừng lơ là ra một tí cái cũng như cho anh tuần này nói lơ là ra cái cũng khác gì lại bùng dịch lên này. Cái thứ hai nữa thì để tiếp tục theo cho để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ không những cái tháng này mà không phải cái tháng hành động an toàn thực phẩm này mà còn từ nay đến cuối năm các năm khác. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa đã ban hành quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các xã, thị trấn và trực tiếp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.